Lan Trần Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2020. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì mình sẽ bán một số mặt hàng lan rừng. Trong đó có hàng ký cũng như là có những cái hàng đã được trồng thuần một năm ở trong vườn. Các anh chị đang xem đây là cái vườn lan rừng của Nguyễn này. Trong này nó có rất là nhiều giống loại, từ kiều cho tới các cái dòng giáng hương, giả hạt cũng như là kiếm. Ngày hôm nay thì Nguyễn chưa có xuất bán những cái chậu kiều ha. Thì trước tiên là sẽ là những cái mặt hàng lan ký. Ngày hôm nay thì có một số mặt hàng lan ký. Ở đằng xa kia đơn cam nó nở quá trời luôn rồi các anh chị nè. Nó ghép đơn cam thì đơn giản như thế này thôi các anh chị. Ghép bằng chỉ. Chỉ mình gọt nó vào. Chỉ dù á thì nó sẽ lên mầm này. Đây như cái bảng này các anh chị thấy nó lên mầm rất là nhiều ha. Thì đơn cam thì nó là một cái loại lan, nó sống dại trong tự nhiên như thế này. Về mà mình trồng vào trong chậu mà mình chăm theo kiểu công nghiệp thì rất là khó. Cho nên là chúng ta cũng phải trồng theo thuận với theo cái tự nhiên của nó. Cũng chỉ cho nó bám vào giá thể và tưới nước thôi. Các anh chị thấy là mầm nó lên nè. Đó, mình cũng không cần phải tách chiết ra làm cái gì hết. Nhưng mà những cái bản đơn cam này thì chưa có xuất bán được ha các anh chị. Tại vì mầm nó mới ra thôi. Thì nó phải tầm 6 tháng cho đến 1 năm thì những cái bản đơn cam này thì mới xuất bán được. Là lúc đó cây nó mập mạp rồi. Còn đây là những cái chậu bạch nhạn. Bạch nhạn thì bữa nay cũng không bán. Ngày hôm nay thì trước hết là một số mặt hàng lan ký ha các anh chị. Và một số mặt hàng lan rừng đã được trồng thuần thì Nguyễn sẽ mang ra bán, tại vì tháng này á hàng ký thì có một số loại thì bán được, có một số loại thì cây nó mất nước, cho nên là những cái mặt hàng ví dụ như ngọc điểm, rất nhiều người cứ nhắn tin hỏi tụi em sao kỳ này không có bán ngọc điểm, tại vì cái tháng này nó chưa vào tháng mưa đó, cho nên cái cây ngọc điểm rừng nó rất là xấu. Thì hôm nay thì mình sẽ bán những cái chậu ngọc điểm đã được trồng thuần một năm. Còn ngay sau đây là một số mặt hàng lan ký nha các anh chị ha. Trước tiên thì mình có hạt vĩ. Đây là hạt vĩ Lào các anh chị. Hạt vĩ thì nó một loại thân thòng, rất là dễ trồng thôi, mảnh nhỏ và cũng rẻ. Cái đợt này thì cây nó đã rụng hết lá rồi, về mình trồng thì lên mầm gốc nha các anh chị. Giá 170.000 một ký hạt vĩ. Cây nó rất là khô ráo và nhẹ cân nha. Những cây như thế này là ghép rất là tốt nha các anh chị. Ở bên này thì mình có vôi. Vôi là một cây mình rất là thích, hoa rất là thơm. Anh chị nào mà đã từng trồng vôi rồi thì thấy cái hương của nó là rất là thơm các anh chị. Còn đậu vôi thì giá là 220.000 một ký. Cây thì nó cũng khô ráo, đang nụ luôn, chưa lên mầm gốc nha các anh chị ha. Thì về mình trồng nó lên mầm gốc mới thì cây nó sẽ ổn định hơn. Hoàng thảo vôi như thế này là rất đẹp luôn nha các anh chị. Nó khô ráo và nó đầy đủ dinh dưỡng. Vôi thì nó cũng nở vào mùa xuân luôn nha các anh chị nha. Vôi nó nở xuân. Những cái dề rất là đẹp luôn. Mặt hàng lan ký thì hôm nay mình có 5 loại thôi. Đây là kiều kiều vuông. Hàng kiều những cái tháng mùa khô thì giá nó hơi cao. Và nhưng mà giá ngày hôm nay thì cũng không cao lắm các anh chị, 200.000 một ký thôi. Cánh trắng họng vàng. Kiều vuông hay còn gọi là kiều trắng. Loại này là loại thân dài ha các anh chị. Thân nó khoảng tầm 3-40 cm. Còn phía trên đây là kiều vàng. Giá cũng 200.000 một ký.
Loại này thì thân nó ngắn thôi, nó chỉ tầm hơn một gang tay. Kiều vàng hay còn gọi là kiều cam. Cái nó cũng là cánh trắng thôi mà cái họng của nó màu vàng đậm, màu cam. Thân của nó là thân tròn chứ không phải thân vuông nha các anh chị. Hàng như vậy chất lượng cũng khá là tốt nha. Còn ở đây thì là những cây sóc, sóc Lào, sóc tía. Sóc thường thường thì nó thân xanh nhưng mà cái loại này nó tía tím lắm, tím rất đậm luôn, màu mực nó lên trên thân rất là tím luôn. Thì những cái này hoa của nó sẽ rất đẹp nha các anh chị. Những cái dòng giáng hương này thì hoa thơm, giá rẻ 140.000 một ký nha các anh chị nha, 140.000 một ký sóc tía. Mình mời các anh chị và các bạn xem lại cây nù tăm bố. Ngày hôm trước là nó nở hoa rất là nhiều các anh chị. Bữa nay các anh chị thấy là những cái hoa này nó đã cụp lại nè. Có nghĩa là mình đã làm trái nó đậu rồi đó các anh chị nha. Thế nè. Nó sưng lên to rồi nè. Đó những cái cuống này nó u lên to. Có nghĩa là đậu trái. Thì ở đây nó còn một số nụ chưa nở nè. Đây là mặt hoa nù tăm bố chuẩn rồi các anh chị. À, hoa này thì cũng nở 4-5 ngày rồi, cho nên là nó cũng bớt đẹp rồi. Thì có những cái nụ này mai mốt nó nở nữa thì mình sẽ quay lại cho các anh chị xem mặt hoa chuẩn. Còn đặc điểm thân lá nụ tam bố các anh chị xem là lá rất là dày. Và lá của nó có xu hướng là nó hướng thiên, các anh chị. À, nó hướng lên. Lá rất là dày. Và cây là rất sai hoa, các anh chị thấy từ nửa thân, từ 2 phần 3 thân trở lên, 1 phần 3 thân chứ. Đây, từ cái đoạn gần gốc đây, trở lên là thân nó ra hoa trên toàn thân luôn. Ở đây nó đậu được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có khả năng là tối đa là 8 trái thì chắc mình cũng phải để chừng 5, 6 trái thôi. Cho cây nó nuôi trái cho nó mập, không cần phải nhiều trái. Thì ngày hôm nay mình cũng có những cái chậu nụ tam bố rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Chậu số 1 19 cm. 19 cm có nghĩa là cái thân năm thứ hai đây nha các anh chị nè. Năm nhất, năm 2 và mầm gốc năm 3 thì nó bật lên. Chậu số 1 này giá 1 triệu. Trong đó thì nó có một cái mầm gốc và hai cái kỳ. Những cái kỳ này thì nó cũng đã tầm như cái kỳ này là được 10 cm rồi nè. Kỳ bên này thì khoảng tầm 6-7 cm. Mầm gốc cũng vậy, cũng khoảng 6-7 cm. Và tất cả những cái cây này là nụ tam bố chuẩn, mặt hoa nụ tam bố luôn nha các anh chị ha. Thì Nguyễn cũng cho các anh chị và xem các bạn xem lại cái cây nụ tam bố vừa rồi nó nở hoa rất là đẹp. Đây có cây tăm không Tâm? Cho anh mượn để anh làm trái nữa nè. Chậu số 2, 14 cm, cũng giá là 1 triệu. Đây, thân này 14 cm nè. Chậu này thì nó lên 4 cái kỳ. 1, 2, 3, 4.
mắt gốc vẫn còn nha các anh chị nha, nhưng mà tại vì nó đang nuôi kỳ trên thân rất là nhiều cho nên là mầm gốc chưa lên. Thì ở đây cây nó đã bắt đầu nhú rễ rồi, những cái kỳ này bắt đầu nhú rễ rồi các anh chị. Thì khi mà kỳ nó đã ra rễ mạnh các anh chị lách ra thì mầm gốc nó sẽ lên sau. Hiện tại bây giờ nó đang nuôi bốn cái kỳ rất là mạnh đây nè, cho nên là mầm gốc nó sẽ chưa lên nha các anh chị. Chậu số 2 giá là 1 triệu. Chậu số 3 13 và 7 cm giá là 1,5 triệu. Ở đây nè, 7 cm, 13 cm. Thì ở đây nó lên một cái mầm gốc nè, hai mầm gốc và 1, 2, 3, 4, 5 cái kỳ. Tổng cộng là 7 mầm luôn nha các anh chị. Đó, rất là đẹp cái chậu này. Giá 1,5 triệu. Tiếp theo là chậu số 4. Hai thân 11 và 11 cũng giá là 1,5 triệu. Đây hai thân. Đã lên hai cái mầm gốc rất là lớn đây nè. Đây, hai cái mầm gốc 1 và 2. Ở trên thân thì đang có 1 kỳ, 2 kỳ, 3 kỳ, tổng cộng là 5 cái mầm rất là khỏe đẹp. Giá 1,5 triệu nha các anh chị nha. Tiếp theo chậu số 5. Chậu này thì giá 1,3 triệu. Nó gồm 2 mầm 8 và 13. Đây, 8, 13 cm. Mầm gốc lên cực khỏe luôn nè. Mầm gốc đã lên mạnh hơn là cái thân năm thứ 2 rồi. Năm thứ 2 nè, năm thứ 3. Hai mầm gốc và một cái kỳ. Kỳ này thì cũng tầm 10 cm. Ba mầm rất là lực. Giá 1,3 triệu. Tiếp theo chậu số 6. Chậu này 21 cm. Giá là 1 triệu. Đây cái thân này 21 cm, còn rất là nhiều mắt ngủ. Mầm gốc đã lên được 2 phần 3 cái thân này rồi. Đây mầm gốc cũng được khoảng 15 cm này nè. Và trên này có một cái kỳ rất là lớn luôn. Kỳ này thì nó cũng được tầm 13 cm. Chậu số 6 giá 1 triệu. Chậu số 7 20 cm. Chậu này giá 1 triệu 2. Chậu này thì năm nhất, năm 2, năm 3. Cái mầm gốc lên rất là khỏe đây nè. Và có ba cái kỳ trên thân, 1, 2, 3. Đó, mầm gốc này được khoảng tầm 13 cm. Những cái thân năm thứ 3 này các anh chị chăm tốt sẽ có hoa nha các anh chị. Chậu số 8. Chậu này 22 cm, chậu này giá 1 triệu. Nó gồm một cái thân 22, một mầm gốc. Mầm gốc này chắc cũng được 15 cm rồi. Rất là khỏe. Đó. Và một cái kỳ trên thân. Kỳ này thì khoảng 6-7 cm gì đó. Mầm gốc rất là lực nha các anh chị. Chậu số 9. 16 cm, chậu này giá là 1,5 triệu. Đây là 16 cm nè. Thì ở đây á, có hai cái kỳ nhỏ trên đầu ngọn. Hai cái kỳ này thì đã bắt đầu nhú rễ nè. Mầm gốc đã lên. Và đặc biệt có hai cái kỳ rất là lớn luôn. Hai cái kỳ này nó còn lớn hơn hơn cái thân mẹ nữa. Một kỳ này được 20 cm nè. Kỳ này thì khoảng tầm là 10-18 cm. Đó các anh chị thấy hai cái kỳ này rất là lớn nè. Hai kỳ rất là lớn, hai kỳ nhỏ. Một mầm gốc, hai kỳ tất cả là đã bắt đầu nhú rễ hết rồi nè. Thì cái đoạn này có khả năng các anh chị có thể cắt ngang ở đây luôn. Cắt ngang ở đây chúng ta trồng xuống thành một cái giò, thành một giò lớn được một một thân, hai thân, ba thân, bốn thân. Còn mầm gốc của thằng này để cho nó lên từ từ nha các anh chị, cắt ngang đây. Tại vì ở đây nó chỉ còn một mắt ngủ thôi. Còn lại là 1 2 3 4 cái mắt này đã sử dụng hết rồi. Đó nên cái chậu này có giá là 1,5 triệu nha các anh chị nha, chậu số 9. Chậu số 10. Chậu này 18 cm, giá là 800.000. Đây, 18 cm, một cái mầm gốc khỏe.
và một cái kỳ. Kỳ này đã có rễ. Chậu số 11, 10 và 5 sen, chậu này giá 1 triệu. Hai mầm năm thứ hai và hai mầm gốc. Đặc biệt thì ở đây nó đang nhú lên vài cái kỳ trên thân này nữa nè. Nó đang sưng kỳ. Những cái kỳ này là kỳ tự nhiên nha các anh chị nha. Đó, hai thân hai mầm gốc. Giá 1 triệu. Cuối cùng là chậu số 12. 15 sen, giá là 400 nghìn. Đó, đây là một cái kỳ. Đây là một cái kỳ mà rất là khỏe, ngọn còn đang đi. Rễ thì nó đã xuống dưới chậu rồi. Đây bộ rễ của nó đây. Đó. 400 nghìn cho chậu số 12. Đó là những cái chậu nùi tăm bố ngày hôm nay nha các anh chị. Ta ly lưỡi đỏ. Vừa rồi thì có cây nó sổ ra mặt hoa như thế này nha các anh chị nha. Các cái thân của nó rất là đỏ nè các anh chị. Những cái chậu này đồng giá là 300 nghìn ha. Thì ở đây mình cũng có mười mấy chậu á. Đây là hàng gieo hạt năm thứ hai. Thì có khả năng là nó sẽ sổ ra mặt hoa giống như mặt hoa vừa rồi các anh chị và các bạn xem ha. Tại vì cây đó là ở trong lô nó sổ ra. Thì khả năng tới 90% là sẽ ra được cái mặt hoa đẹp như vậy nha các anh chị. Chậu số 1 28 sen. Đây mầm năm nhất nhỏ thôi, đây là mầm năm thứ hai đã đứng ngọn rồi. Các anh chị chờ mầm năm thứ ba là nó sẽ lên rất là mạnh nha các anh chị nha. Đây. Đồng giá là 300 nghìn một chậu. Chậu số 2 26 sen, 300 nghìn, thân năm nhất, năm hai và một cái mầm lỡ. Chậu số 3. Chậu này thì được hai mầm. Đây năm nhất nó đẻ ra hai mầm gốc nè. 11 và 15 sen, giá 300 nghìn. Chậu số 4. Hai mầm gốc. 12 và 20 sen. Đây thân năm nhất chỉ có tí xíu như thế này thôi, lên được hai cái mầm gốc. Khỏe nè các anh chị. Rồi. Chậu số 5. Năm nhất, năm thứ hai 42 sen luôn. Thân này rất là đẹp. Chậu số 6 được hai thân tơ 15 và 19 sen. Đây. Cái thân năm nhất thì nó tèo tèo về thôi. Ra được hai cái thân năm thứ hai rất là khỏe. Chậu số 7. 34 sen là cái thân năm nhất nè. Thì mầm gốc nó đã lên. Rất là khỏe. Mầm gốc này được tầm 15 sen. Chậu số 8. 33 sen.
Đây, năm nhất, năm hai đã đứng ngọt, 33 cm. Thân nó rất là đỏ nha các anh chị. Chậu số 9, 22 cm, năm nhất, năm hai được 22 cm. Thân đỏ lừ luôn. Chậu số 10, 42 cm. Thân năm nhất, thân năm hai. Đây, thân nó đỏ lừ lừ nè các anh chị thấy không? Chậu số 11, 28 cm. Chậu số 12, 19 và 24 cm. Đây hai cái mầm 52. Trên cái mầm năm nhất thì có thêm một cái kỳ nữa. Chậu số 13, 35 cm. Thân năm nhất nhỏ xíu đây. Lên được cái thân năm thứ hai, 35 cm. Rất là đẹp. Chậu số 14, 25 cm. Thực tế ra đo sen là để cho mọi người biết kích thước nha. Chứ còn giá thì cây thì nó đồng giá là 300 nghìn một chậu. Đây cái mầm năm nhất, năm hai. Cuối cùng là chậu số 15, 28 cm. Thân năm nhất nhỏ xíu đây, năm thứ hai. Đó. Rồi đó là những cây ta ly lưỡi đỏ trong ngày hôm nay. Là những cái chậu ngọc điểm. Ngọc điểm rừng nha các anh chị. Đây là những chậu ngọc điểm rừng đã được trồng thuần một năm. Thì Nguyễn cũng trồng từ những cái cây ngọc điểm hàng nhỏ đó các anh chị, gọi là hàng giống đó. Thì cũng có những cây lớn. Ví dụ như chậu này gồm ba cây lớn nè. Bộ rễ xum xuê. Đó, trồng một năm. Thì ở đây Nguyễn cũng đánh số các anh chị nha. Chậu số 1, 400 nghìn. Chậu này thì nó rất là nhiều cây ngọc điểm nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó khoảng hơn một chục thân. Đây là bộ rễ của nó. 400 nghìn cho chậu số 1 nha các anh chị. Thì cái này các anh chị trồng đến cuối năm nó vẫn có khả năng cho hoa nha. Chậu số 2, 400 nghìn. Chậu này thì những cái thân của nó lớn hơn chậu số 1. Đây các anh chị so chậu số 2 với chậu số 1 ha. Những cái thân của nó sẽ lớn hơn. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Đó, bộ rễ nó đã quấn quanh chậu nè các anh chị nè. Chậu nhựa nên là đóng hàng đi thì nó cũng nhẹ nhàng thôi. Chậu số 2 giá 400 nghìn. Chậu số 3 cũng vậy. Chậu số 3 giá 400 nghìn. Đây các anh chị so sánh chậu số 2 và chậu số 3. Nó khá là đều nhau ha. Thì nó cũng có được 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khoảng 7 cây. Chậu số 4. Đây là chậu số 4. Giá là 300 nghìn. Đây chậu số 3 và chậu số 4. Chúng ta so sánh ha. Chậu số 4 thì nó nhỏ hơn. Ở đây là những cái mầm nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mầm nhưng mà nó là những cái mầm nhỏ nha các anh chị. Đó. 8 cây. Chậu số 5. Chậu số 5 thì giá là 300 nghìn. Nó chỉ có 4 cây thôi nhưng mà 4 cây này nó đẹp, nó to hơn. Đây, các anh chị nhìn chậu. Chậu này là chậu 16 ha các anh chị. Kích thước là 16. Thì ở đây là 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. Rất là đẹp nè. Đã được trồng thuần 1 năm. Tết vừa rồi mới ra bông. Đây, Tết vừa rồi mới ra bông. Chậu số 6, 200 nghìn. Chậu này thì có 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. 5 cây nhỏ. Chậu này giá 200 nghìn nha các anh chị. Đó, chậu này thì kích thước của nó là chậu 14. Đây, các anh chị so với bàn tay của Nguyễn là để biết được nó nhỏ hay lớn ha. Đây là những cây ngọc điểm rừng được trồng thuần 1 năm. Tiếp theo là chậu số 7. Chậu này giá là 300 nghìn. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây.
Chậu này kích thước là 20 cm. Đó, các anh chị nhìn cái chậu số 6 là 200 ha, chậu số 7 là 300. Nó lớn hơn chút. Cây được trồng thuần 1 năm rồi. Đây là ngọc điểm rừng nha các anh chị. Rừng, nguồn gốc rừng Campuchia đó. Chậu số 8 200 nghìn. Chậu này có 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây thôi. Đó, bộ rễ đây. Thì tháng này hàng rừng về nó xấu và nó nhẹ, người ta không có khai thác nha các anh chị. Cho nên là mình sẽ lấy những cái chậu mà đã trồng thuần 1 năm, tức là từ trồng hồi năm ngoái ra. Chậu số 9 giá là 400 nghìn. Chậu này thì có 3 cây rất là lớn này, bộ rễ. Đây. Lá rất là cứng dày ha các anh chị ha. Đó. Tết vừa rồi mới ra bông và đây còn một chuỗi bông chưa nở nữa nè. 3 cây rất là đẹp. Thì thường cái dòng rễ gió này trồng cái giá thể nó không cần là gì nhiều ha các anh chị, chỉ cần cột nó vô thôi, còn nó ăn nước trong không khí. Chậu số 10 giá 300 nghìn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây. Đây là ngọc điểm rừng. Thì có những cái lá như thế này nè, là nó từ trong rừng nó bị sâu nè các anh chị nè. Nhưng mà những cái lá mới ra rất là đẹp ha. Sọc 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 rồi. Đó, những cái lá mới ra thì rất là đẹp. Tại vì đây là ngọc điểm rừng cho nên là những cái lá nó bị sâu như thế này là những cái lá từ dưới gốc nè, nó ở trong rừng nè các anh chị thấy không? Đó. Thì về mình trồng á, những cái lá sau nó lên nó sẽ đẹp. Chậu số 11. Chậu này thì chỉ có 2 cây thôi, 170 nghìn, 2 cây thì như thế này. 2 cây lớn. 2 cây này thì tới Tết có bông được nha các anh chị. Đó, rễ của nó phát triển mạnh nè. Đó là những cái chậu ngọc điểm, còn ở bên này thì mình có những cái chậu đuôi chồn. Đuôi chồn thì mặt hoa của nó cũng khá là đẹp, dài. Và những cái dòng giáng hương này thì cái dòng nào cũng thơm cả. Và tất cả đều đồng giá là 200 nghìn một chậu ha. Thì mình cũng đánh số sơ như thế này thôi. Thực tế ra thì nó đều đều nhau hết. Đó, chậu này thì kích thước của nó khoảng một gang tay ha các anh chị. Kích thước miệng chậu á. Tức là chậu 20 á. Đây, chậu số 1. Chậu số 2. Đó, rễ nó đã quấn quanh chậu rồi, được được trồng thuần hết 1 năm. Chậu số 3. Thực tế ra thì nó đều nhau hết thôi các anh chị, không cần thiết phải đánh số. Chậu số 4 này. Chậu số 4 này thì cây nó lớn hơn nhưng mà nó ít cây hơn. Chậu số 5. Thôi mình cũng không cần phải đánh số ha các anh chị, tất cả nó đều nhau hết. Mình trồng thì nó đầy miệng chậu á. Kích thước của nó là khoảng một gang tay. Nó từ 5, 6, 7 cho đến 10 cây, tùy theo cây lớn cây nhỏ nha các anh chị. Rồi video bán hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thì anh chị nào muốn mua hàng va thì ngày mai thì mình sẽ có một phiên bán hàng va, trong đó có cây năm cánh trắng huyền thoại cũng như là năm cánh trắng HO. Và mình cũng mời các anh chị xem video bán hàng vào ngày mai nha. Rồi em xin chào tạm biệt và lại hẹn gặp lại các anh chị trong những phiên bán hàng tiếp theo. Đây, cái vườn cây của Nguyễn đây nè các anh chị nè. Vườn cây giống ha. Rất là rộng đây. Đấy, có trong cái khu này nó có hai khu, một khu vườn cây giống và một khu vườn lan rừng.